Trong cái project 5, chúng ta sẽ chú ý một số công cụ mà chúng ta sẽ sử dụng ở đây. Ví dụ như là cái đầu tiên các bạn thấy là cái đường cong. Vậy đường cong này thì thường mình sẽ dùng gì? Bên À, bên thì mình vẽ ha. Đó là thuộc cái dạng batch. Mình sẽ chọn to batch, nó sẽ ra cái đường này. Rồi cái thứ hai là cái viền này. Đó. Và cái thứ ba là tạo sóng, tạo cái dạng sóng. Còn cái hình cô gái M hoặc cái chai M thì rất là đơn giản đúng không nào? Như vậy chúng ta sẽ làm bài này với cái công cụ mà chúng ta sẽ sử dụng ở đây. Như vậy các bạn sẽ tạo mới một bức ảnh. Nó có kích thước bằng cái số 5 final. Như vậy để mà tạo được cái đường cong này đó thì các bạn thấy là mình cần phải đặt cái pen ở những vị trí nào. Như vậy đây là một vị trí mà chúng ta sẽ kéo chuột xuống để cho nó tạo tiếp tuyến. Và đây là một vị trí và vị trí kết thúc là ở đây. Như vậy chúng ta chỉ cần 3 vị trí. Đó, vị trí ở đầu tiên. Đợi tí. Rồi đây. 1 2 và 3. Đấy. Rồi sau đó chúng ta có thể là chỉnh các cái nốt này lại. Đấy. Như vậy là chúng ta đã có được các cái nốt ở bên cái phần bass ở đây. Như vậy sau khi mà các bạn vẽ xong thì các bạn sẽ tạo cho thầy một cái layer mới. Tạo layer mới luôn nhé. Rồi ở bên cái phần đường dẫn nè, mình sẽ chọn cái vùng chọn. Làm sao mà chọn cái bút chứ, xin lỗi. Các bạn chọn cái bút vẽ. Rồi chọn màu, màu đỏ. Sau đó chọn kích thước vẽ của chúng ta là kích thước nhỏ, khoảng cỡ 2 đi. Và chọn cái nét vẽ của chúng ta là nét mà không có độ cứng. Ok, mình vẽ thử. Đấy, nét vẽ của mình đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại cái chỗ đường bát. Chất lượng mình cho 100%. Ok. Và các bạn click chuột phải, các bạn chọn Stock Path. Ok. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái kiểu là Brush, là chúng ta mới chọn cái kiểu bút vẽ lúc nãy. Ok. Qua layer lại. Được chưa nào? Đấy. Thì ở cái đường Path mình chọn ra ngoài là mình thấy mình tắt cái đường Path đi được rồi. Nhưng mà đây là cái layer mà chúng ta mới vừa vẽ xong. Đấy. Như vậy nếu mà cái đường bát này nó lớn quá thì các bạn có thể là giảm cái này xuống một pixel. Ok. Stock bát. Rồi. Đấy. Được chưa nào? Như vậy thì chúng ta sẽ quay qua bên cái bức ảnh của chúng ta và chúng ta vẽ lại. Còn này là chúng ta đang vẽ mẫu thôi. Vẽ bên bức ảnh gốc. Rồi chúng ta qua đây. Tí nữa chúng ta sẽ vẽ ha. Bây giờ chúng ta sẽ chọn pen. Một điểm. Hai điểm. 3 điểm. Rồi. Tạo layer mới. Với brush mà chúng ta sử dụng lúc nãy. Bây giờ chúng ta chỉ có việc là stock back. Ok. Đấy, nhưng mà mình đã có được một đường dẫn. Và chúng ta có thể copy cái layer này lên. Copy layer này lên.
Được chưa? Đó là các bạn có được những cái laser. Rồi canh lề cho nó. Canh lề. Để là các cái đường này nó đều nhau. Rồi là chúng ta đã có được các cái đường cong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp cái nền nè. Các bạn có cái nền thì mình sẽ nhìn thấy cái nền của mình. Nó có màu xanh bắt đầu từ bên này và màu trắng qua đây. Như vậy cái nền này chúng ta sẽ tách ra nhé. Đó, hiện nay là người ta làm cái phần này là chung với nhau. Chung với nhau. Nhưng mà thầy khuyên các bạn là tách nền ra. Nền riêng và cái sóng các bạn làm riêng. Đó, nền riêng và sóng các bạn làm riêng. Để cho các bạn dễ điều chỉnh. Còn hiện nay là người ta làm chung với nhau. Như vậy các bạn sẽ chọn một cái màu là màu xanh. Còn màu kia là màu trắng. Đó, màu xanh, màu trắng. Và mình sẽ tô màu ở bên này cho một cái laser background. Mình chuyển tất cả cái này vô một cái group đi. Rồi, mình tạo một cái background màu xanh ở đây. Lúc đầu mình tạo background thì chưa thấy gì hết ha. Mình chưa thấy cái dạng sóng gì hết. Như vậy làm thế nào để nó có được cái dạng sóng? Thì các bạn chọn cái background, các bạn sẽ chọn vô phần filter. Thì trong này nó có cho các bạn ở đây là những cái công cụ mà chúng ta sẽ sử dụng. Như vậy cái mà các bạn chọn đó là Ripper ha, các bạn tìm ở trong này nó sẽ có cái phần là Ripper, Adidas Ripper. Và cái phần này khi mà các bạn view ở đây á, đấy, được chưa, các bạn thấy bắt đầu nó gần sóng rồi nè. Rồi kích thước bạn cho là trung bình, nhỏ hay là lớn. Rồi gần sóng của bạn, các bạn nhìn thấy là gần sóng nó càng ngày nó càng lớn. Ok, như vậy bạn đã thấy được cái gần sóng giống như là chúng ta nhìn thấy ở trên mặt nước. Tương tự như vậy, các bạn sẽ tạo cho thầy một cái laser mới. Và các bạn sẽ vẽ cho một cái nét vẽ lớn hơn tí xíu. Và chúng ta dùng màu trắng, bởi vì các bạn thấy ở đây sóng nè. Sóng màu trắng. Rồi mình sẽ vẽ màu trắng ở đây. Nhớ là tạo laser mới nha. Rồi, vẽ màu trắng. Và mình quay trở lại công cụ của mình. Quay trở lại công cụ. Đây, các bạn thấy là nó đã tạo sóng rồi nè. Tạo sóng rồi đó. Ok, mình cho kích thước lớn. Ok. Đấy. Oh. Như vậy thì các bạn thấy là mình sẽ điều chỉnh cái sóng này. Nếu mà mình cảm thấy là nó chưa có lớn lắm thì mình có thể điều chỉnh lại. Bởi vì mình làm hai cái laser ở hai cái laser khác nhau thì mình dễ điều chỉnh hơn. Còn nếu mà các bạn làm chung trong một laser thì nó sẽ khó điều chỉnh. Ripper, mình cho lớn hết cỡ lên. Ok. Rồi, nếu mà nó chưa có ấy thì mình có thể là cho cái nét này nó lớn lên tí xíu. Mình cho cái style này lớn lên. Rồi, có thể là các bạn sẽ cho cái hairnet này nhỏ lại để cho nó có cái độ nhòe biên. Rồi tiếp tục. Đấy, như vậy các bạn tạo được cái sóng của mình. Như vậy thì khi mà mình vẽ cái đường thẳng này nè, nó hơi thẳng. Nó hơi thẳng cho nên mình tạo sóng ra mình cảm giác là nó không có được thực lắm. Như vậy thì lúc chúng ta vẽ, chúng ta có thể là vẽ cho nó hơi cong cong tí xíu. Đó, ok. Thì cái gợn sóng của chúng ta đã làm xong. Tiếp tục chúng ta sẽ lấy những cái laser trên. Như vậy khi các bạn chọn ở đây, các bạn sẽ thấy người ta làm rất là rõ đúng không? Nhấn Shift, click chuột vô cái layer mask.
các bạn sẽ thấy là cái chai bình thường, và chúng ta chọn layer mask. Tương tự như vậy, cô gái chúng ta cũng chọn layer mask. Rồi đến cái đường, cái đường tất cả người ta vẽ chung một lớp thì mình vẽ nhiều lớp. Ok, mình sẽ đưa cô gái và cái lọ qua. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ chọn cả hai. Cả hai chúng ta dùng công cụ move, chúng ta kéo qua. Đấy. Rồi, cô gái chúng ta sẽ đưa qua một bên. Cái lọ Ctrl T. Trăm phần trăm, cái lọ 80%. Lọ chúng ta sử dụng là 80% thôi. Rồi. Và chúng ta sẽ ít mặt nạ cho cô gái này. Tô màu Radiant. Tô màu từ bên này đậm sang nhạt dần. Đấy. Cái màu của cô gái các bạn thấy người ta làm cho nó đỏ hơn lên. Như vậy chúng ta chỉ cần chỉnh thêm, chỉnh thêm cái phần của cô gái. Mình chỉnh màu hôm trước, mình nhớ chỉnh màu không? Mình có thể dùng Ctrl B. Đó, mình thêm sắc cho người ta. Mình muốn cái sắc nào nó cao hơn thì mình thêm sắc, Ctrl B ha. Hoặc là các bạn có thể dùng Ctrl U. Đó, bằng tăng tổng quan. Tăng tổng quan. Còn khi mà mình Ctrl B thì các bạn sẽ tăng từng cái màu một. Thì tùy theo cái nhu cầu mà các bạn sẽ chọn cái nào. Ví dụ cái này là mình tăng hết tất cả các màu. Đó. Rồi, ok. Rồi đối với cái chai, mình cũng tạo mặt nạ và mình sẽ vẽ từ dưới lên. Rồi, tiếp tục đến gì nữa nào? Khung. Tạo một cái khung. Tạo một cái chai nhỏ. Cái chai nhỏ này là người ta ghép lại luôn rồi, cả cái chai, cả cái bóng các bạn nhé. Rồi như vậy thì mình tạo cái khung. Rồi đến cái chữ. Cái chữ. Cái chữ mình có thể lấy cái chữ bên này qua. Cái chữ các bạn có thể gõ lại. Thầy lấy qua cho nó nhanh. Các bạn nhớ gõ lại nha. Rồi. Mình sẽ đưa cái chữ này lên trên luôn. Ok. Bây giờ thầy sẽ làm cái khung mà nó bao quanh cái chữ này. Như vậy cái khung thì chắc chắn là nó nằm dưới cái laser test. Vẽ một cái khung ở đây. Khung này nó rộng hơn để còn cái chai nữa đúng không? Rồi. Như vậy cái khung của mình thấy là người ta tô màu trắng. Và cái đường biên của nó là có rằng rằng như thế, là chúng ta sẽ làm như thế nào? Đó, là chúng ta có cái khung nè. Rồi chữ chúng ta nhích qua một tí để cho nó dễ nhìn. Rồi bây giờ bắt đầu làm cái biên này nhé. Cái biên. Như vậy thì chúng ta lúc nãy đã học công cụ để mà tạo sóng rồi đó. Thì chúng ta bây giờ cũng dùng cái đấy cho cái border này. Như vậy thì chúng ta cũng tạo sóng cho nó. Đây. Như vậy các bạn chọn cái kiểu là chọn nhỏ thôi. Đó, tạo sóng gợn vừa vừa thôi. Đấy. Nếu như các bạn muốn hơn tí. Ok. Các bạn chọn cỡ nhỏ. Small.
được chưa? Đó rồi, tại vì phía bên này mình chưa tạo cái drop shadow cho nên mình không thấy được cái biên của nó. Mình chọn drop shadow cho nó, chọn frame nè, drop shadow, người ta chọn màu đây, drop shadow thấy chưa, minity, chọn minity là nó lấy cái màu nền nó lên nó làm, nó lên nó làm cho cái màu drop shadow, mặc dù là mình chọn màu đen đó, chọn màu đen nhưng mà chọn minity thì nó lấy cái nền chỗ đậm chỗ nhạt thì tùy, nó sẽ tự động nó phụ thuộc vào cái nền. Như vậy chỗ này mình cũng chọn là bóng mờ cho nó, drop shadow. Rồi ok, như vậy là mình đã tạo xong. Bây giờ đến cái lọ, cái lọ mà nó sẽ có cái bóng mờ nhỏ ở đây nữa đó, cái lọ nó có cái bóng mờ nhỏ ở đây nữa. Như vậy vấn đề là làm sao để chúng ta làm cái bóng này. Cái bóng này chú ý nè, nếu mà nhìn trong phối cảnh nhé, nếu các bạn làm trong phối cảnh thì cái bóng của cái chai này và cái bóng của cái border drop shadow là hai cái có hai cái góc chiếu khác nhau, hai cái góc ánh sáng khác nhau. Cho nên nếu như cái này mà chúng ta hiểu, chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ sử dụng là drop shadow là không được. Bởi vì drop shadow là nó cho một cái ánh xạ song song với cái đối tượng này, chứ nó không có ngã chân ra, nó không có ha. Trong cái Photoshop thì chúng ta sử dụng là nó không có cái đó. Như vậy chúng ta copy cái chai qua lần nữa đã, tại vì cái chai kia chúng ta đã cho nghiêng rồi. Có thể chọn Ctrl C copy qua đây, Ctrl V. Ok, kéo cho nên nhanh, Ctrl T nhỏ lại. Rồi bây giờ vấn đề là làm sao cho nó mờ ra đây, nó có cái bóng ra. Nếu như bạn chọn drop shadow, rồi nó chỉ có thể cho phép ngã như thế này thôi. Đó, cho phép ngã vậy thôi, chứ nó không có nghiêng ra đây. Như vậy thì mình không thể dùng như thế được. Bây giờ mình sẽ dùng cách khác. Ctrl G. Đây là cái hình trên, đây là cái hình dưới. Cái hình dưới các bạn có thể chọn Ctrl T. Nhấn Ctrl lấy chuột xuống đây. Được chưa nào? Nhấn Ctrl nhé. Lấy chuột vô giữa. Đấy. Rồi chuyển cái này, chuyển cái laser dưới này nè thành cái dạng là gì, thay bằng một cái màu khác, thay bằng một cái màu khác. Thầy ơi sao má không thấy sao thầy đứng im luôn rồi hả? Ủa sao kỹ ta, sao đứng im luôn rồi? Đứng im hả? Các bạn khác thấy không? Vâng thầy. Rồi. Vẫn thấy thầy. Thấy bình thường. Ủa kỳ vậy? Bật máy mày. Em cũng thấy bình thường, có mình mày đó Vi. Đó. Bật máy bình thường mà. Cái filter, cái opacity giảm xuống. Như vậy là các bạn đã có được cái bóng mờ của nó rồi. Đó là cách mà các bạn xử lý đơn giản nhất. Còn cái biên này các bạn thấy là người ta làm cái biên nó nhỏ hơn nè, nó mảnh hơn nè. Như vậy lúc đấy các bạn sẽ cho cái vùng chọn của cái này feeder cho nó, Shift F6 rồi mình xóa cái biên ngoài đi thì nó sẽ mờ. Đó là cơ bản là các bạn làm như thế thì mình xử lý kỹ thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi còn gì nữa không nào? Thế rồi. Thế như vậy cơ bản cái bài layer 5
cái project 5 thì chúng ta có sử dụng đến chọn vô cái phần filter distance stripper, và trong cái bài này chúng ta sử dụng cái này phần nền, phần sóng và cái phần biên là ba vị trí. Rồi phần này chúng ta ôn lại cái phần dùng bend, được chưa nào? Như vậy thì đối với bài này thực ra nhìn thì nó phức tạp nhưng mà nó cũng không có gì cả. Chúng ta chủ yếu là sử dụng thêm cái công cụ là distance stripper thôi. Và các bạn khi mà học đến công cụ này rồi thì các bạn đừng học một cái thôi, mà các bạn sẽ xem thử những công cụ mà trong cái bộ công cụ distance này nó có những cái gì. Các bạn có thể khám phá thêm. Ở bên cạnh noise là lúc nãy chúng ta chỉ có add noise thôi, thì ngoài ra nó có những cái gì nữa. Đấy. Ví dụ trong Visual cũng vậy. Hôm trước chúng ta đã học cái Color Hatten rồi, thì ngoài ra nó còn có rất là nhiều công cụ khác các bạn có thể khám phá thêm, được chưa nào? Đó, đối với lại một cái bài mà chúng ta share, chúng ta sẽ chỉ cho các bạn thì nó chỉ có một phần thôi, một phần nhỏ thôi. Còn để mà khám phá được cái Photoshop thì các bạn phải cố gắng là tự khám phá nhiều hơn để mình có được nhiều cái ứng dụng hơn trong cái bài làm của mình. Rồi các bạn thực hành lại tí xíu đi.